sò quá không vợ? Đã nói rồi, Sài Gòn có rất là nhiều nơi đẹp mà tại vì mọi người chưa có biết thôi. Thôi thì lâu lâu mình đổi gió đi ha. Mình đi cái chỗ nào nó cao cao, view nó ngắm toàn cảnh mà mình vừa có thể uống nước, mình vừa có thể ăn và vừa có thể nghe nhạc sập sình. Gió thì thổi liêu xiêu, trời bắt đầu xế chiều. Mình cùng với người yêu lên đây uống chiều chiều. Khi mà mọi người đi khói rooftop á thì phải đi tầm khoảng lúc mở cửa 5 giờ thì mình sẽ chụp được cảnh hoàng hôn và ban đêm đẹp lắm. Nhớ lại lần đầu hả, khi tới đây mình cũng sợ lắm, kiểu chỗ ở đây bán nước ngon thì đồ ăn chắc sẽ dở, rồi chắc giá cả cũng không có được rẻ đâu ha. Nhưng mà khi đến đây rồi thì mình lại muốn đến nhiều lần nữa. Tại quán khó rất tốt á, ở bên Bình Thạnh lận khá là xa nhà của mình á, nếu không á chắc mình cũng thường xuyên qua đây. Mình sẽ gợi ý với mọi người mà khi các bạn qua đây á, bạn bè ngồi tụ tập đông đông á thì thử kêu cái món bắp bò ra ăn đi, ngon lắm. Không thì mình kêu những món đơn giản như là khô mực nướng nè, chấm tương ớt ngồi nhâm nhi thôi, trời hết bài. Biết sao mình kêu mọi người hả đi giờ lúc mở cửa không? Tại khi đến đây lúc này thì được ngắm hoàng hôn. Mà đặc biệt lần này khi mình ghé lại đây thì mới phát hiện ra. Em sai. Cho chị gái order. Cho chị order. Anh có người yêu cho em. Dạ em chưa. Anh chưa kìa. Bài vô đây. Không, chậm vô đơn, đúng với anh. Bài nó xuống đúng không em? Đó đó, mấy bé đã nghe gì chưa? Thì chính là một nơi hoàn hảo để hai người đến thương mọi người gì đó. Mình cố tình mình hỏi cho mọi người đó. Còn bé nào đang ế kinh niên thì biết tới đây để làm gì rồi đó. Sau khi ông mặt trời đi ngủ quán bắt đầu lên đèn là mình cũng bật chế độ sống ảo. Còn bây giờ mình sẽ quay tổng hết tất cả các cảnh vào ban đêm cho mọi người xem ha. Mấy bạn mà có ghé đây hả, nhớ mặc đồ đẹp đẹp quá, chụp hình cho nó đã. Chốt lại câu cuối thì đây đúng là một nơi lý tưởng để mình đến nè.